Hôm qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố ra mắt dòng sản phẩm máy lọc nước A.O. Smith thế hệ mới model A1 và A2, một chuẩn mực thông minh vượt trội cho máy lọc nước tại Việt Nam. Model A1, A2 mang những sáng tạo công nghệ mới đột phá, đặc biệt là hệ thống tích hợp tối ưu hóa IOSM được nâng cấp với các tính năng thông minh như tự động điều chỉnh cân bằng áp lực nước đầu vào, tùy biến van xả thải theo điều kiện nước đầu vào, cảnh báo rò rỉ nước, cảnh báo lỗi vận hành của máy, giúp sản phẩm hoạt động ổn định trong điều kiện tối ưu, giảm thiểu tối đa các rủi ro, nâng cao tuổi thọ thiết bị và đảm bảo nguồn nước tinh khiết, đạt tiêu chuẩn cao cấp cho người tiêu dùng.